luôn rồi đó cô chú anh chị. Đã làm lễ xong bây giờ bắt đầu chạy lên chỗ miễu bà. Em chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại Lăng Ông Nam Hải của xã đảo Lại Sơn, hay còn gọi là Hòn Sơn đó cô chú anh chị, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là ngày 15 âm lịch tháng 10, nơi sẽ diễn ra lễ nghinh ông Nam Hải vào hai ngày 15 và ngày 16 tháng 10 âm lịch hàng năm. Hàng năm thì bà con mình tổ chức ra lễ này để kiểu cầu may mắn trên những chuyến biển, cầu biển yên gió lặng, cầu cho những hải sản các nơi tụ tập về, giúp cho bà con mình đánh bắt nó hiệu quả hơn, nó đạt hơn. Đây là một cái lễ gọi là đậm chất tín ngưỡng của bà con ngư dân mình luôn á. Tại vì đối với bà con ngư dân thì cá ông Nam Hải là cực kỳ linh thiêng nha. Lăng ông Nam Hải thì đã được hình thành hơn 100 năm nay rồi, và lễ hội đã diễn ra cũng đã hơn một thế kỷ, hơn một thế kỷ qua rồi. Bây giờ mình sẽ diễu hành chỗ này lên tới chỗ miễu bà để rước bà về lăng ông. Thực ra những lễ hội này thì nó cũng mang tầm nét văn hóa truyền thống luôn á, và thứ hai nó cũng chữa lành cho cái tinh thần của bà con mình, nếu năm nào đói thì cũng chữa lành, không có băn khoăn. Đây là nghi thức lên miễu bà để rước bà về lăng ông nha cô chú. Hôm nay là ngày đầu tiên thôi, mình làm thủ tục rước bà về lăng, rồi sau đó tổ chức chơi các trò chơi dân gian để cổ động trước lễ chính vào ngày mai. Ngày mai thì sẽ lên ghe, lên thuyền và ra tới giữa biển để nghinh ông về lăng. Đó là cái hai ngày chính của lễ mình đó cô chú anh chị. Cái này cũng có thể gọi là lễ hội cầu ngư nha. Bà con mình ngoài đây thì cũng hưởng ứng phong tục này hàng năm nhiều lắm cô chú. Đây cũng có thể nói là một cái nét trở thành văn hóa lâu đời của bà con mình ở miền biển luôn rồi. Bà con mình tập trung ra đây để hưởng ứng lễ cũng đông nè cô chú. Trên đảo thì cũng không có đông dân số lắm. Số lượng người như này là cũng khá đông rồi. Kể cả thêm du khách nữa. Đợt này em tới thì du khách đến cũng đông nè. Cũng ngay vào dịp lễ cuối tuần, dịp cuối tuần chứ. Chút nữa tới khu này thì mình sẽ đi bộ nha. Xe chạy tới đây là hết.
xong bắt đầu rước bà xong rồi nha cô chú anh chị. Đưa bà, gọi là đón bà về Ninh Ông, đón bà về Lăng Ông. Sau đó thì tổ chức các trò chơi dân gian, chơi để cổ động phong trào đó cô chú. Vào những dịp này nè, bà con từ khắp nơi, trong đó cũng có khách du lịch, cũng có những người chủ động đến, rồi bà con sinh sống trên hòn đảo luôn, tới đây để cúng kiến, thắp hương, cầu bình an, cầu sức khỏe cho bản thân, gia đình, cho người thân của chú anh chị. Hiện tại thì cũng đã rước bà về tới rồi đây. Có lẽ là cái kiều để rước bà đó cô chú. Bây giờ thì cũng là gần giờ trưa rồi á. Bên ban tổ chức họ cũng nghỉ để ăn cơm ăn nước. Chắc là chiều mới tổ chức chơi trò chơi dân gian. Chắc là chiều em quay lại xem xét tình hình. Nếu mà có gì đặc biệt thì em quay tiếp, còn không thì hẹn cô chú anh chị mình trong ngày lễ chính của lễ Ninh Ông vào sáng ngày mai nha. Bây giờ là hơn 7 giờ sáng của ngày hôm sau nha cô chú anh chị. Em đang vẫn tiếp tục có mặt ở Lăng Ông Nam Hải. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 âm lịch. Lăng Ông Nam Hải thì ngay gần với bãi giếng nha cô chú anh chị. Từ cầu cảng mình đi ra đảo Lại Sơn á, thì mình sẽ di chuyển ngược về hướng bãi giếng, khoảng đâu đó là 3-4 cây số là sẽ tới được Lăng Ông Nam Hải nha cô chú. Hôm nay thì em dòng em vẫn còn bị bể nè. Cái này thì rất mong cô chú anh chị và các bạn mình thông cảm bỏ qua cho em. Bên đây là đội ngũ bên phía ban tổ chức lễ hội nè. Sau khi mình làm lễ ở sân khấu lớn bên kia thì mình sẽ bắt đầu lễ ra biển để nghinh ông về. Sau khi ra biển nghinh ông thì mình sẽ làm lễ tại chạy ra khoảng đường khoảng 10-15 phút. Mình sẽ làm lễ, sau đó sẽ chạy lên miễu bà, rồi đảo về Lăng Ông một cái nữa là xong buổi lễ cô chú anh chị. Ngư dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, ghi nhận sự bảo trợ của các vị thần linh trong đời sống tinh thần của người dân. Kính thưa quý vị, lễ nghinh thần là nghi lễ chính thức của lễ hội nghinh ông, là lễ cầu cho biển lặng gió hòa, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt an khang. Nghi lễ được kết hợp với phần hội nghinh thần trên biển của bà con ngư dân.
thức mà trước khi bắt đầu lễ nghi ông á, thì cũng là lên đọc văn bản kia, lên đọc những hiến tế, rồi giới thiệu ban lãnh đạo đồ gì này kia của chú anh chị. Nên là bây giờ chắc là em cũng tranh thủ đi ra ghe để ổn định vị trí, rồi sau đó chút nữa chạy ghe ra biển làm lễ nghi ông nha. Bây giờ thì bắt đầu hành trình thôi cô chú anh chị. Ở ngoài đây thì bà con mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi nè, chuẩn bị ghe cồ để chút nữa chạy. Mỗi một ghe khi mà muốn đi nghi ông là phải xin cờ của ban tổ chức nha cô chú, phải có cờ mới được đi nha. Này, em xin được thuyền rồi nha cô chú anh chị. Ở đây là thuyền của bên ban tổ chức luôn. Chút nữa đoàn làm lễ là sẽ đi chiếc chính giữa này nè, còn ghe của em thì sẽ chạy theo kiểu dẫn đoàn phía sau á. Cũng khá là đông luôn. Mấy chiếc này là cũng hỏi tha hỏi ý kiến ban tổ chức đồ gì người ta mới sắp xếp cho mình lên nha, chứ không nhận người dân. Bên kia 4 chiếc cặp song song, chút nữa là kéo hết ga không đó. Bắt đầu đoàn mình ra rồi nè cô chú. Khi ra đây em cũng có gặp mấy em chiến sĩ biết kênh đó cô chú, tạo điều kiện cho lên cũng dễ thương lắm. Đây là tàu sẽ diễn ra nghi lễ nghi thức chính nha. Đây là cơ quan chức năng, lực lượng cơ quan chức năng biên phòng biển đảo mình. Nhìn bà con mình hưởng ứng phong trào, hưởng ứng ngày đại lễ của ngư dân cũng rất là vui cô chú anh chị. Hy vọng là cái nét văn hóa này cũng sẽ giữ được lâu dài đến sau này luôn. Có lẽ là làm lễ xong rồi đó cô chú, có lẽ là công tác chuẩn bị xong rồi đó cô chú. Bây giờ bắt đầu hướng mũi ra khơi để đi nghinh ông về dinh, về lăng. Bắt đầu tàu chính để tổ chức lễ là hướng mũi ra khơi rồi đó cô chú. Quá là vui luôn cô chú anh chị. Đây, dàn thuyền của đi đón đại lễ nghinh ông Nam Hải. Vui quá trời vui luôn. Bây giờ chạy cho hết khỏi cái đoàn lồng bè mà ghe tàu đầu nhiều này nè, rồi bắt đầu mới tăng tốc. Chạy sát bên luôn.
Bây giờ chắc là sẽ ngừng lại để tập trung ghe tàu cho nó đông, bắt đầu là khởi hành ra khơi để nghênh ông về. Giảm tốc độ rồi cô chú. Cả một tập đoàn ghe sau lưng luôn nè. Bắt đầu kéo ga rồi. Cảnh tượng hết sức tuyệt vời luôn. Trời hôm nay cũng có sóng á, nên là đoàn ghe chỉ đổ ra khoảng đâu đó 10-15 phút chạy biển là tới địa điểm mình nghênh ông về cô chú anh chị. Đến một địa điểm nhất định thì đây bây giờ bắt đầu dừng lại để làm lễ. Xong rồi đó cô chú anh chị. Đã làm lễ xong bây giờ bắt đầu chạy lên chỗ miễu bà. Rồi quay ngược về lăng ông. Wow. Nghi thức chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ quay đầu thôi nha cô chú. Chạy ngược về thì ngược gió cho nên là chạy nó sẽ chậm hơn. Lên tới bãi nhà ngay đoàn miễu bà là làm lễ một cái nữa rồi sẽ quay trở về lăng ông nha cô chú. Đây là cũng là lần đầu em quay về cái lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh ông này nên cũng chưa có kinh nghiệm nè. Bởi vì một điều là đáng ra phải đi lên trên chiếc ghe cái á, thì xung quanh vệ tinh tập trung mình dễ hơn. Nhưng mà hôm nay em có một chút sai lầm, mong cô chú anh chị và các bạn mình thông cảm bỏ qua cho nha. Bây giờ quay đầu về.
Như vậy là có lẽ là kết thúc rồi đó cô chú anh chị. Chính thức xong buổi lễ nghinh ông về lăng. Qua video thì em xin chúc tất cả bà con ngư dân trên đảo cũng như là tất cả bà con trên đảo có thật nhiều sức khỏe, mưa thuận gió hòa, biển cả thắng lời nha. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe. Bây giờ là bà con mình đi vô cúng kiến để cầu may mắn. Chứ có gì đi ra nhà bếp cũng được. À dạ, con cảm ơn chú. Chú tên gì chú? Chính Được. Chú Dược hả? Chính Được chứ. À chính Được, dạ. À, rồi mà tao chú... coi mày quay. Chú tạo điều kiện cho con quay. Con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Chú dẫn em vô trong từ đường luôn á cô chú. Thôi thì bây giờ chắc là em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em. Cái video này thì em biết chắc chắn còn rất là nhiều thiếu sót trong lần đầu em quay một cái lễ hội lớn, nhưng mà cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua. Em sẽ cố gắng gọi là hoàn thành tốt hơn trong những lần sau. Sau này thì có những cái lễ hội gì thì em sẽ tiếp tục quay để cho cô chú anh chị mình xem để đỡ nhớ nhà, cũng như là cũng biết thêm được những cái lễ hội ở những nơi khắp miền Tây của mình cũng như là trên toàn đất nước luôn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo của em nha.